Ngày trong cái phần kiểm thử của hôm trước của chúng ta, chỗ này là theo bài cũ nè, bây giờ là chúng ta là bài 6. Cái phần annotation chúng ta sẽ gặp lại, nó cũng gần như cái phần của unit test, nhưng mà ở đây thì nó sẽ linh hoạt hơn vì nó hỗ trợ cho chúng ta nhiều cái annotation hơn, và chúng ta có thể là sử dụng nó linh hoạt hơn cái reunit luôn. Thì trong này chúng ta sẽ một vài cái demo. Ví dụ như chữ before thì đối với lại reunit chúng ta không thấy cái chữ test. Nhưng mà đối với lại reunit thì nó là gì? Nó chỉ mỗi before thôi. Nếu mà reunit 4. Rồi reunit 5 thì nó là before gì? Before end là mỗi test case. Còn ở đây thì nó dùng một cái từ là before test, after test. Chỗ này chú ý giùm chỗ này thầy, nó có sự khác biệt mà khi các bạn dùng thì các bạn dễ bị nhầm. Đó, như vậy chỗ này nó là cái gì? Tí nữa mình sẽ chạy thử, mình sẽ thấy nó khác nhau cái gì. Ở trong cái phần này các bạn thấy người ta đang viết ở đây nè, một cái file, một cái class first test file, và người ta chuyển mấy cái này, ví dụ về cái string path URL là cái đường dẫn mình muốn test. Hôm trước mình test thì mình đưa trực tiếp vô bên trong, thì bây giờ mình đẩy ra ngoài. Như vậy mình đẩy ra ngoài này thì nó có cái lợi là sau này mình có thể là đưa cái đường dẫn mà mình test này vào, chứ không phải là nằm sẵn trong cái đoạn code của mình. Cái driver người ta cũng đưa ra đây luôn. Thì hôm trước chúng ta biết là khi mà chúng ta khởi tạo đúng không, set property, thì chúng ta đưa cái chuỗi này vô đây. Đó, đưa cái chuỗi web, để tí nữa chúng ta sẽ đẩy xuống đây, chúng ta đưa trực tiếp vô. Còn bây giờ chúng ta đẩy ra ngoài. Rồi một cái nữa là before test và after test, người ta viết ở hai cái vị trí trên và dưới, nhưng mà thực chất khi mà biên dịch thì nó sẽ quan tâm đến cái annotation và nó dịch, chứ nó không quan tâm đến vị trí của các cái method của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta viết một cái class bình thường từ Java 1, Java 2, Java 3 thì nó dịch từ trên xuống. Còn khi mà có annotation thì nó sẽ dịch theo cái annotation này. Cái nào trước, cái nào sau. Bạn viết trước cũng được, bạn viết sau cũng được. Kể cả cái before này bạn viết sau cùng cũng được luôn. Nó không ảnh hưởng gì hết. Vậy cái đoạn code mà chúng ta sẽ demo ở đây, các bạn sẽ viết lại giống như trong slide thì nó sẽ có kết quả như thế này. Kết quả này chúng ta xem ở ở đâu? À, test output ở trên cái file index. Bạn sẽ thấy cái kết quả này. Index. Đợi tí elif nó khởi động, chúng ta sẽ demo phần này. Hiện nay có một số bạn, khi mà các bạn bắt đầu code một cái dự án, các bạn đang còn phân vân là tạo dự án như thế nào, rồi các bạn tạo class test như thế nào. Có ai đang không biết là lít chuột ở đâu, bắt đầu từ đâu không? Xong giai đoạn 1 rồi, có ai còn bỡ ngỡ chỗ đó không? Ha? À. Có cũng chưa muốn nói ra đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ làm một cái bài demo lab 6. Thì tạo lại một cái project mới. Thì ở chỗ này các bạn sẽ tạo là Java project. Các bạn tạo giữa cái project Java và cái project Maven có gì khác không? Khác gì nào? À, đối với lại Maven thì mình không cần tải thư viện mà mình chỉ cấu hình Fileform là nó tự tải cho mình.
Còn đối với lại một cái dự án bình thường thì mình phải tự tay của mình ép từng cái thư viện vào. Trước tiên cơ bản là nó sẽ khác như vậy. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta sẽ làm một cái demo lab 6 L3. Demo lab 6 L3. Demo lab 6 L3 hiện nay là chưa có một cái file gì hết. Hai ba cái file này không có, chưa có gì hết ha. Mình sẽ new ở trong này người ta đang viết một cái class test luôn. Đây là cái class test của chúng ta. Như vậy để viết được test NG mà nó không bị lỗi, bởi vì nó có một cái insert của các bạn là org test ng.annotation thì các bạn phải add cái thư viện trước. Còn nếu không thì tí nữa bạn add sau cũng được. Như vậy mình sẽ build cái thư viện vô trước. Trước tiên là test NG. Sau đó mình test có liên quan đến web. Cho nên mình add thêm cái gì nào? À, Selenium và các cái Java. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ build. Build ở dưới này. Đây, test NG chúng ta đã có rồi. Và các bạn thì lúc K2 khi mà thêm thư viện thì có một bạn đi tìm các cái thư viện này rất là lâu. Thì các bạn nên tải tất cả các thư viện cần thiết vào một thư mục. Thì khi mình thêm vào nó sẽ nhanh. Chứ các bạn download về rồi các bạn để rất là nhiều vị trí khác nhau. Chúng ta sẽ thêm cái gì trước? Ví dụ chúng ta thêm cái server trước. Selenium server. Rồi, mình sẽ thêm tiếp là trong này nó có cái Selenium Java. Thì trong này mình cần hai cái thư viện là Java và JavaScript. Chọn cả hai. Và các bạn thêm một cái thư viện nữa là nguyên cả cái folder lib. Trong này nó có rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ ở trong này. Đó. Thì chúng ta thêm nó vào. Apply. Như vậy thư viện của chúng ta đã được thêm ở đây. Test NG ở đây. Rồi bây giờ chúng ta tạo một cái file. Tạo file test ở bên này thì thầy sẽ sử dụng lại chỗ này luôn. Là first test NG file trong cái package là fpoly. Các bạn click chuột phải, các bạn chọn new. Các bạn có thể chọn class cũng được. Nếu mà các bạn chọn class á thì các bạn sẽ tự gõ hết tất cả. Còn nếu như các bạn chọn order, các bạn chọn ở đây là test NG thì các bạn chọn tạo class test NG ở đây thì nó sẽ giúp mình làm gì? Chèn các cái phương thức cần thiết. Và các bạn chọn đến cái thư mục sổ để các bạn lưu cái file này. Package fpoly first test ng file. First test ng file. First test ng file. Và ở đây chúng ta đang dùng là gì? Before test, after test. Cho nên cái đoạn này các bạn nên thêm hai cái annotation này luôn. Bạn tự gõ cũng được nhé. Bạn tự gõ cũng được. Còn không thì bạn sẽ chọn ở đây. Finish. Và nó đã chèn sẵn cho mình. Thứ nhất là nó import testng. Tạo ra một cái phương thức test. Phương thức before, phương thức after. Bây giờ ở chỗ này thầy chưa cần viết gì hết. Thầy chỉ cần system out để chúng ta nhận thức được là nó sẽ xuất cái gì. System out. System out. Chỗ này thầy sẽ out là test key 1.
Tết cây 1. Rồi ở chỗ này thầy sẽ out là before. Chỗ này thầy sẽ out là after. Rồi, mình bắt đầu chạy ở đây. Mình xem thử nó ra cái gì. Run test ng. Như vậy khi các bạn chạy xong thì nó có là before, test case 1, after. Được chưa? Cái test case 1 này là mình viết trên cùng nhưng nó chạy giữa. Đó, cho nên là vị trí của các cái phương thức này không quan trọng. Bây giờ mình đảo cái này lên trên cùng luôn coi. Đảo lên trên cùng luôn. Chạy lại. Không ảnh hưởng gì hết nha. Bây giờ với một test case mình không thấy. Mình thử thêm một cái test case nữa. Thêm một test case mình để đây là test case 2. Đây là test case 2. Những test case này luôn luôn đúng nha. Cho nên là pass 100%. Thấy gì nào? Như vậy thì before test là gì? Nó tương ứng với cái gì của JUnit? À, before đối với lại unit 4. Còn unit 5 nó là before on chứ. Nó chạy đầu tiên. Rồi nó mới chạy test case 1, test case 2. Chứ nó đâu có chen giữa đâu. Rồi ok. Đó. Rồi bây giờ mình có thể viết thêm một cái notation. Ví dụ như các bạn sẽ viết cái notation cho before. Trong này nó sẽ có before methods. Nó có rất là nhiều before các bạn. Before class, before property, before group, before sales. Đó, rất là nhiều. Bây giờ mình chọn là before methods. Ở chỗ này chúng ta sẽ viết một cái phương thức ở đây. Before method. Rồi, tương tự như vậy. Thầy sẽ viết một cái after. After method. After. Rồi. Được chưa? Mình có thêm hai cái notation. Chạy lại. Sao nào? Mình nhìn ở trong console. Before test, after test, before methods, after, before, after. Và nếu như các bạn nhìn ở phía report thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Refresh. Và chúng ta vào cái test output. Các bạn vào index. Các bạn sẽ open with web browser. Rồi trong này nó báo là một test sale. Như vậy ở đây các bạn có thể nhìn được cái kịch bản nó tự đưa ra cho mình nè. Ở đây các bạn test, test class và test hết nguyên cái class này luôn. Và nó sẽ báo ra cái report cho chúng ta. Đây, mình nhìn ở đây mình thấy sẽ rõ hơn. Và đây là cái hình dáng. Ở đây các bạn thấy nè. Là cái này. Như vậy bên trong này nó cho phép mình thấy cái gì? Before test là chạy trên cùng, after test là nguyên cái class.
before method, before, after. Như vậy ứng với mẫu tích cây, nó sẽ chạy trước và đóng trước, đóng sau mẫu tích cây. Đó. Như vậy thì nó khác cái tên gọi thôi. Thì các bạn đang sử dụng cái API nào thì các bạn biết và các bạn viết thôi. Còn nếu không thì mình sẽ thử lại. Thử lại. Đối với Unit 4 thì mình làm gì? Đối với lại Unit 5 thì sao? TestNG thì sao? Nhưng mình biết là nó sẽ hỗ trợ cho mình là chạy trước mỗi test case, chạy trước mỗi class, và cái này nó còn có là chạy trước mỗi group. Mỗi group rất là hay. Như vậy mình viết group ở một nơi, mình viết cái before group, nó đều chạy được hết. Như vậy đó là phần đầu tiên của chúng ta sử dụng annotation liên quan đến TestNG. Rồi các bạn sẽ test thử tiếp những cái test cây khác nha. Test thử tiếp. Như vậy cái phần thứ hai người ta có đưa thêm cái độ ưu tiên priority. Thì đối với độ ưu tiên này, số càng nhỏ thì độ ưu tiên thấp hay cao? Cao. Số càng nhỏ thì độ ưu tiên càng cao. Như vậy, ở trong này mình viết thêm một cái test case nữa để cho mình thấy được nó thay đổi như thế nào. Chỗ này các bạn sẽ cho test case 3 và chỗ này đổi lại số 3. Nếu bình thường như vậy, chúng ta không có đặt cái độ ưu tiên thì nó sẽ chạy từ trên xuống. Chạy từ trên xuống 1, 2, 3. Nếu các bạn thay đổi vị trí, ví dụ như test 3 này các bạn đưa lên trên, test 3 các bạn đưa lên trên, test 2 đưa lên trên, rồi đến test 1 đến test 3, như vậy khi nó chạy ở đây thì 2 trước rồi 3 rồi 1, 2 trước 3 1, nó có sự thay đổi về vị trí. Có sự thay đổi. Chạy lại lần nữa coi. Rồi. Chạy lại. Đó. Như vậy thì cái thứ tự được test này nè, mình thấy nó thay đổi theo mỗi lần test. Chạy lại lần nữa. Bây giờ là 1, 2, 3 nè. Chạy lại lần nữa nha. Mà 2 mình viết trước nè. Chạy lại lần nữa. Rồi, sao nó chạy mỗi cái 2? Đây, 2, 3, 1. Như vậy mình có biết chắc là nó chạy cái gì trước không? Lần nữa nào. 1, 2, 3. Bây giờ mình sẽ chỉ chính xác là cái nào chạy trước, cái nào chạy sau. Thì các bạn sẽ đưa vô đây một cái tham số là độ ưu tiên. Độ ưu tiên giả sử cái test case 2 thì đặt nó là 0. Test case 1 thì đặt nó là 1. Test case 3 thì đặt nó là 2. Độ ưu tiên của nó sẽ là 2, 1, 3. Bị gì? Sai. Hai, một, ba. Chạy lần nữa coi. Hai, một, ba. Rồi, như vậy các bạn thấy là độ ưu tiên của test case. Bây giờ mình đảo đi. Cái này mình cho là 2. Cái này mình cho là 0. Thì 3 nó sẽ chạy trước.
3, 1, 2. Được chưa? Như vậy thì test cây của bạn đã chạy theo cái độ ưu tiên mà mình set, 3, 1, 2. Đó là thiết lập độ ưu tiên cho từng test cây. Và kết quả cái phần đầu chúng ta đã demo xong. Các bạn sẽ code lại giúp thầy phần này. Như vậy nội dung test của chúng ta khá đơn giản nha các bạn. Ở trong này các bạn có thể là để là đăng nhập trang. Thì tất nhiên các bạn phải viết lại theo cái phần này là đăng nhập vào trang. Và đăng nhập vào theo cái registry. Thì cái code của nó sẽ là như thế này. Test đây sẽ đẩy vào username password rồi. Như vậy ở chỗ này thì trong cái slide của các bạn sẽ có hai cái phương thức là bạn click chuột vào cái chữ là register và bạn click chuột vào chữ support. Đó, thì cái đoạn code của chúng ta đây là các bạn sẽ trong cái demo nó sẽ có là bạn sẽ vào cái trang web đây, vào trang web nè. Trong trang web này nó có hai chỗ là register và support. Như vậy hai chỗ này nó là một cái văn bản liên kết chữ A, thẻ A. Đây thẻ A. Cho nên là các bạn thấy là nó sẽ click chuột vô thẻ A đây. Register. Và nó là thẻ A. Cho nên ở bên ngoài code người ta sẽ bắt ở đây là cái phương thức là register. Thì phía bên trong code người ta sẽ bắt cái gì? Bên trong code cái phương thức của chúng ta test home, test support, test register, người ta sẽ tìm đến cái link mà liên kết đến cái chữ register. Thì nó là đây nè, cái chữ register, và nó liên kết đến chữ support, liên kết đến chữ support là phía dưới này. Đâu support chỗ nào? Support đây, support
Như vậy chúng ta sẽ sử dụng hai cái link link test. Cái này là thẻ A đó, mình sẽ bắt thẻ A. Mà nó có cái chữ support và chữ register. Được chưa? Như vậy code của các bạn sẽ tham khảo ở đây giúp thầy. Đấy, như vậy code chúng ta sẽ tham khảo chính xác và các bạn viết thử lại như thế này. Và nó ra cái report ở đây. Được chưa? Như vậy thì các bạn thấy là đối với lại Selenium, mình có thể can thiệp vào trang web của chúng ta gần như là tất cả mọi thứ. Và khi mà các bạn tham khảo một trang web, ví dụ như chỗ thẻ này, thì các bạn click chuột phải lên, nó sẽ cho các bạn copy một copy cái thành phần ra đây. Các bạn xem nó ra cái gì nhé. Ra Notepad đi, các bạn dễ thấy hơn. Tại sao không dùng Word? Tại sao thầy không dùng Word? Tại Word nó có định dạng, cho nên nó làm sai lệch cái chuẩn của nó đi, thì chúng ta nhìn chúng ta không thấy. Rồi cũng là cái thẻ này, các bạn sẽ copy HTML. Rồi tiếp tục, các bạn sẽ copy selector bỏ đi, một cái là x path và một cái là full path. Hai cái này chúng ta quan tâm nhiều. X path và một cái nữa là full. Rồi như vậy các bạn nhìn kỹ lại chỗ này giùm thầy. Cái x path tùy theo cái thẻ nha. Ví dụ như thẻ là bảng đi, các bạn sẽ thấy cái khác nhau. Ví dụ như cái thẻ này image, image chỗ nào nó có là table. Rồi ví dụ đây bạn có table nè, đây table nhé. Như vậy bạn sẽ copy x path và bạn copy full. Này chưa có khác. Như vậy bạn, cái này là bạn can thiệp vô trực tiếp đến cái table này luôn. Khi mà bạn vào đến cái trang, cái này là khi nào mà vào đến trang rồi bạn mới thấy được cái đường dẫn này nha. Như vậy trong cái bài hôm trước á, mình có can thiệp vô cái đường dẫn xpath á, mình xem cái xpath thì mình get được cái nội dung của cái bảng này ra luôn các bạn, cái table này ra luôn. Nó có những cái phần mà table tr, để coi nó có những cái hai cái đường dẫn nó khác nhau á. Rồi mình thử cái td này coi, td. TD. Rồi mấy cái này nó giống nhau hết. Nó có những cái nó chỉ cho ra cái phần ID thôi. Những cái nào mà có ID coi. Ví dụ như là submit đi. Cái nút bấm đi. Ví dụ như là nút bấm input. Rồi thử cái input này coi. Input. Copy. Giống ta. Thử một cái trang khác coi. Trang lms.poly. L3 lab đã
form. Rồi copy. Rồi, ok. Có cái khác rồi đó. Như vậy các bạn thấy là khi mà các bạn có một cái đối tượng, ví dụ như đây là thầy copy cái form nè. Thì nếu mà thầy copy cái XPath thì nó cho các bạn cái ID. Các bạn có thể lấy ID này, tìm đến theo cái ID. Hoặc là bạn copy theo fullpath. Đây, fullpath của nó là đây. Cũng là đi đến cái form hết. Nhưng mà hai cái khác nhau, XPath, fullpath khác nhau. Rồi tùy theo cái cách mình lọc dữ liệu. Như vậy, bạn có thể viết, lúc nãy có một bạn ở K2 viết được là bạn thử bạn tải cái bảng điểm bằng Excel về. Như vậy cái kỳ vọng của hôm trước thầy nói là gì? Giả sử đi, bây giờ bạn đi viết một cái phần mềm quản lý đào tạo cho một đơn vị mới. Như vậy đơn vị này bảng điểm của người ta từ đây trở về trước là chưa tồn tại trên phần mềm. Đúng không? Tồn tại trên file giấy thôi, hoặc là file Excel thôi. Vậy nhiệm vụ của đơn vị mà xây dựng phần mềm á, người ta sẽ yêu cầu là có một cái đội ngũ là đọc cái nội dung của file Excel, nhập liệu vào. Như vậy cái việc nhập liệu bằng tay đó nó có xảy ra lỗi không? Có. Điểm 8 với điểm 9 nhầm nhau là chuyện bình thường. Đó, thậm chí điểm 1 và điểm 10. Điểm 10 và điểm 0. Như vậy thì mình có được cái bảng Excel, mình có được cái dữ liệu mà đã nhập được lên web. Như vậy nhiệm vụ của mình bây giờ tester, mình sẽ viết một cái đoạn code đọc dữ liệu Excel, đọc dữ liệu trên web, à và so sánh hai cái đó là dữ liệu giống với nhau hay không. Thì đó là một cái việc rất là hay. Và nếu hay hơn nữa thì để tránh trường hợp sai sót, mình sẽ làm gì? Cái Selenium của mình là tạo ra con robot để đi test. Bây giờ mình không test mà mình làm gì? Đọc dữ liệu từ file Excel, nhập tự động vào hệ thống. Mình lấy cái trang web mà nhập liệu á, mình chạy tự động và mình đọc dữ liệu từ file Excel, nhập vô data luôn. Không phải là test nữa mà đi nhập liệu tự động. Nha, hai công việc khác nhau nha. Một cái là người ta nhập rồi, mình lấy file Excel, lấy kết quả kiểm tra. Còn bây giờ không làm đó nữa, lấy dữ liệu từ file Excel đẩy lên luôn. Excel đúng là trên web đúng, và Excel sai trên web sai. Và nó tránh đi cái trường hợp là nhập liệu thủ công. Thì cái công cụ của chúng ta sẽ hỗ trợ rất nhiều. Đấy, như vậy các bạn thấy là mặc dù là mình học kiểm thử nhưng mà mình cũng mở ra được rất là nhiều cái idea để mà mình phát triển cái việc kiểm thử này. Giống hôm trước mình làm unit test là mình cho làm cái Java, đẩy file Java vô, bấm kiểm thử cái là coi là bạn đó code đúng hay code sai. Còn bây giờ là mình có thể là nhập liệu, hoặc là bạn cũng có thể lấy cái này để làm gì. Ví dụ bây giờ các bạn làm một bài toán xác suất thống kê, bạn sẽ lên một cái trang web mà nó có số liệu. Ví dụ như là bạn làm về cái nghiên cứu tài chính đi, nghiên cứu tài chính cũng có rất là nhiều trang web rồi, nhưng mà bạn sẽ lấy một cái trang web nào đó mà có cái độ tin tưởng cao về giá đô la chẳng hạn. Bạn sẽ ghép cái giá đô la trước đây bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng đó cho đến thời điểm này, và bạn vẽ cái biểu đồ lên tăng giảm thế nào, và tại mỗi thời điểm tăng, tại mỗi thời điểm giảm, có thể bạn sẽ ghép thêm một cái dữ kiện nào đó về các cái sự kiện của thế giới, và hai cái đó bạn map lại thì bạn suy ra được là khi nào thì nó tăng, khi nào thì nó giảm. Làm được một cái bài toán dự đoán kinh tế cho 7 ngày tiếp theo, 1 tháng nữa thì giá vàng thế giới sẽ thế nào.
Cái đó thì nó thêm một bài toán kinh tế, nhưng mà về kỹ thuật là mình làm được. Còn cái chuyện dự đoán đó xác suất đúng bao nhiêu phần trăm là phải chuyên gia kinh tế, người ta thêm kiến thức của người ta vô đây. Chứ còn nếu mà mình làm bằng tin học không thì chưa đủ. Hoặc là ví dụ như Vietlott chẳng hạn 645, 6 số trên 45 số, cứ 2 ngày lần lên cào dữ liệu về, đúng không? À, tính xác suất ra số bao nhiêu là thường xuyên xuất hiện. Mình chỉ cần trúng 3 số được rồi, quỳ vốn rồi. Độc đắc thì hơi có, chứ còn trúng quỳ vốn rồi. Thử coi mỗi lần chạy cái web của mình lên là nó sẽ cào số liệu từ cách đây 1 tháng, cách đây 2 tháng, cách đây 1 năm, nó cào hết về, xong rồi nó đẩy ra tỷ lệ số đó là ra nhiều nhất, hoặc là gần đây là gì gì đó, thì các bạn có thể là lấy được dữ liệu. Chứ còn phần Selenium này không đơn giản chỉ là tester, còn nhiều thứ khác mà chúng ta có thể phát triển nữa. Đó là idea ha, các bạn cứ dựa trên idea đó làm giàu.